Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống diễn biến hòa bình, đập tan mọi âm mưu xét lại, viết lại lịch sử, hạ bệ thần tượng, giật đổ tượng đài của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh là trách nhiệm, tình cảm của mỗi chúng ta. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết của Hoàng Trọng Đức, trao đổi thẳng thắn, nghiêm túc với ông Vũ Minh Giang. Thưa ông Vũ Minh Giang, tôi biết đến ông không phải vì ông là người có tiếng tăm lừng lẫy trong xã hội, mà bởi ông là người có nhiều quan điểm gây tai tiếng khi phát ngôn hết sức sai lầm về ngụy quân, ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa, khiến cho cư dân mạng xã hội dậy sóng đấu tranh, phê phán kịch liệt mấy hôm qua. Tôi biết danh tính của ông qua báo Internet và các bài viết của nhiều Facebooker. Thì ra, ông có học hàm giáo sư, học vị tiến sĩ, và được nhà nước phong danh hiệu nhà giáo ưu tú. Hiện nay, ông là Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Liên ngành, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương. Sau khi ông Phan Huy Lê qua đời, ông được cử thay ông Phan Huy Lê lập Tổng Chủ biên Bộ Quốc sử 30 tập, đang trong giai đoạn thai nghén. Thưa ông, chắc ông đã nắm tổng quan về quá trình biên soạn bộ sử 15 tập và những phản ứng đa chiều về bộ sử gây ra nhiều tai tiếng khi cố tình bóp méo sự thật lịch sử, bỏ chữ ngụy quân, ngụy quyền thay bằng quân đội, chính quyền đối với chế độ bù nhìn Việt Nam Cộng Hòa, một chế độ làm tay sai cho đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam giai đoạn 1955-1975. Để nói cho có hệ thống, có đầu, có đuôi, tôi xin dẫn ra đây những ý kiến quan điểm của các đồng nghiệp của ông trước và sau khi bộ sử 15 tập được công bố vào ngày 19 tháng 8 năm 2017. Giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê khơi mào về chiến lược xét lại lịch sử, thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa để đòi Hoàng Sa. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đức Cường, tổng chủ biên bộ sử 15 tập đưa ra quan điểm rất mơ hồ mà vế trước mâu thuẫn với vế sau rằng lịch sử cần phải khách quan, viết thế nào cho mọi người chấp nhận. Tiến sĩ Nguyễn Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới, đã xuyên tạc trong bài trả lời phỏng vấn báo Giáo dục Việt Nam, phía Nam vĩ tuyến 17 cũng có một nhà nước độc lập có chủ quyền. Thiếu tướng, tiến sĩ Lê Văn Cương khẳng định một cách hết sức hồ đồ với báo Thanh Niên rằng trên nguyên tắc và thực tế, trong giai đoạn 1955-1975, lãnh thổ Việt Nam đã tồn tại hai quốc gia độc lập, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thủ đô là Hà Nội, Việt Nam Cộng Hòa, thủ đô là Sài Gòn. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, phụ trách người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu vô căn cứ trên kênh Bonsan TV rằng Việt Nam Cộng Hòa rõ ràng là một nhà nước đã được thế giới công nhận là thành viên Liên Hợp Quốc. Tiến sĩ Nguyễn Nhã trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên vào ngày 6 tháng 1 năm 2014 với quan điểm vô cùng sai lầm, cần vinh danh những người hy sinh khi bảo vệ Hoàng Sa, vân vân và vân vân. Thưa ông, mới đây ông viết một loạt bài và trả lời phỏng vấn trên báo Người Đô Thị, báo Công Lý, báo Xã Hội về chế độ Việt Nam Cộng Hòa khiến cho dư luận bất bình phẫn nộ. Tháng 1 năm 2016, báo Xã Hội đăng bài Vũ Minh Giang, chúng ta phải vượt qua chuyện thắng thua. Ngày 28 tháng 4 năm 2018, báo Người Đô Thị đăng bài Vũ Minh Giang phải đặt lợi ích quốc gia lên trên ý thức hệ. Ngày 29 tháng 1 năm 2019, báo Công Lý đăng bài Vũ Minh Giang đại đoàn kết dân tộc để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhìn chung, các tiết bài của ông nếu đọc qua nghe chừng như có lý. Nhưng khi đọc kỹ nội dung các bài thì thấy ngược lại. Ông khéo dẫn dắt dư luận đi theo chiều ngược lại, kể ra ông cũng là người cao tay, dư thừa sự xảo quyệt, ma mảnh. Tuy vậy, với những ngôn từ và lập luận của ông, dù có sâu xa đến đâu chăng nữa, cũng không thể qua mặt được công luận. Thưa ông, tôi đã đọc và nghiên cứu nghiêm túc về những quan điểm mà ông nêu ra, khách quan, công minh mà xét rằng các quan điểm của ông đồng quan điểm với các đồng nghiệp của ông như tôi đã nêu trên đây. Đều tập trung xoay quanh vấn đề chủ chốt là định hướng cho dư luận hiểu theo hướng tiêu cực, có lợi cho các thế lực thù địch và bọn phản động thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, và cũng dễ nhận ra chiêu trò của Bộ Quốc sử 30 tập
do ông làm tổng chủ biên lại tiếp tục đi vào bóng tối của bộ sử 15 tập, tức là vẫn giữ quan điểm hết sức phi lý, mưu toan phục hồi thay ma Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả mấy trăm tiến sĩ, sử gia Việt Nam biên soạn 2 tập quốc sử, 15 tập và 30 tập đều là những thế hệ học trò của cố giáo sư Phan Huy Lê, đều đồng thuận với các cách hiểu, biết về lịch sử, các quan niệm, quan điểm sai trái của ông mà dư luận trong gần 2 năm nay không ngớt dấy lên nhiều làn sóng đấu tranh phê phán nhằm bảo vệ sự thật hiển nhiên của lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Sau đây, tôi sẽ nêu lên một vài quan điểm của ông trong các bài viết để làm sáng tỏ việc đúng sai. Ông cho rằng, những cuộc chiến tranh này, tức là cuộc chiến tranh xảy ra ở Việt Nam giai đoạn từ 1955 đến 1975, có sự hiện diện của bên thứ ba là Hoa Kỳ. Bằng quan sát của mình, tôi thấy sự hòa giải giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nhanh hơn giữa những người Việt Nam với nhau. Phát ngôn này của ông xin nói thẳng thừng là hoàn toàn không có căn cứ. Ông hãy căng não lên mà nghe cho thấu tim gan nhé. Vì ông là giáo sư, sử gia hàng đầu quốc gia mà không hiểu biết về lịch sử nước nhà hay cố tình xuyên tạc, bóp méo làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tổ quốc, buộc tôi cũng như hàng triệu người dân Việt Nam phải bất bình phẫn nộ. Tôi dẫn cho ông thấy lịch sử Việt Nam tồn tại theo năm tháng. 2.000 năm về trước, dân tộc ta đã 13 lần đổi tên nước, chống lại quân xâm lược các triều đại Trung Hoa, Tần, Hán, Tùy Đường, Tống Nguyên, Minh Thanh, với truyền thống yêu nước nồng nàn và phương châm, lấy đại nghĩa thắng hung tàn, dân tộc ta đều giành được thắng lợi vẻ vang. Cách mạng tháng 8 diễn ra từ 14 tháng 8 đến 30 tháng 8 năm 1945, Việt Minh đánh tan đế quốc Nhật Bản, bảo đại thoái vị, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế đế quốc Việt Nam, bảo đại thừa nhận Việt Minh là người giải phóng dân tộc và bàn giao chính quyền cho Việt Minh. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, lãnh tụ Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, có chủ quyền trên toàn lãnh thổ Việt Nam từ Mục Nam Quang cho đến mũi Cà Mau, bao gồm toàn bộ biển đảo. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, tức là sau khi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời được 21 ngày, thì thực dân Pháp quay trở lại dùng vũ lực xâm phạm nền độc lập và thống nhất của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngày 27 tháng 5 năm 1948, Bảo Đại thành lập Chính phủ Trung ương lâm thời Việt Nam, đến ngày 2 tháng 7 năm 1949, đổi thành Quốc gia Việt Nam, được Pháp công nhận, tuyên bố ly khai khỏi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Quốc gia Việt Nam là chế độ bù nhìn làm tay sai cho thực dân Pháp, thành lập bất hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và thành lập sau Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 4 năm. Đây là gọi là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc Việt Nam. Không có bất cứ văn bản nào nói đây là cuộc kháng chiến chống quốc gia Việt Nam. Có chăng là quốc gia Việt Nam theo thực dân Pháp chống lại Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, bằng chiến thắng Điện Biên Phủ, buộc thực dân Pháp cút khỏi Việt Nam. Theo Hiệp định Genève 1954 được ký kết giữa Việt Nam và Pháp, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tạm thời chia làm hai vùng tập kết, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới, xin nhấn mạnh tạm thời chia làm hai miền, không phải chia thành hai quốc gia, Nam Việt Nam và Bắc Việt Nam như luận điệu xuyên tạc lịch sử của bọn phản động. Năm 1955, đế quốc Mỹ mang quân đội đến xâm lược Việt Nam, dựng lên chế độ bù nhìn gọi là Việt Nam Cộng Hòa từ nền tảng quốc gia Việt Nam. Đây gọi là cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược của dân tộc Việt Nam, không có bất cứ văn bản nào gọi là chống ngụy quân ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa. Theo đó, chúng ta hiểu rằng quốc gia Việt Nam hay Việt Nam Cộng Hòa không chính danh, không có cơ sở pháp lý nào để được gọi là quốc gia. Đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam trước, Việt Nam Cộng Hòa có sau. Đế quốc Mỹ là kẻ thù chính số 1, vậy căn cứ vào đâu mà ông xem bên hiện diện thứ ba là Hoa Kỳ? Phải chăng ông muốn nói rằng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xâm lược Việt Nam Cộng Hòa, hay nói cách khác, quốc gia Bắc Việt Nam xâm lược quốc gia Nam Việt Nam có sự can thiệp của Mỹ? Ông tiếp tục nêu lên sai lầm khó tha thứ nữa khi ông nói rằng sự hòa giải giữa Việt Nam với Hoa Kỳ nhanh hơn giữa người Việt với nhau. Ông nên hiểu cho thấu đáo, ở đây không có khái niệm hòa giải với ngụy quân ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa mà chỉ có khái niệm hòa hợp mà thôi. Hòa giải, phải chăng là hòa giải với Hoa Kỳ? Dĩ nhiên tuyệt đối không hòa hợp với Hoa Kỳ. Nghị quyết 36 Trung ương của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2004 đã nêu rõ là hòa hợp dân tộc, không có câu nào viết là hòa giải dân tộc như quan điểm lệch lạc của ông.
là nhà sử học hàng đầu mà ông chẳng biết, họa chăng là ngụy tiến sĩ. Trong luận điệu này, ông còn cho rằng Mỹ mở đường cho Việt Nam hòa giải. Ông không biết hay cố tình không biết rằng sau chiến tranh, Mỹ cấm vận Việt Nam suốt một thời gian dài, hòng gây nhiều khó khăn cho Việt Nam trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng đất nước, đồng thời gây áp lực ép buộc Việt Nam phải quy phục. Chỉ khi Việt Nam sau hơn 11 năm kiên trì xin gia nhập WTO thành công, chính việc này và chính vì lợi ích hàng đầu của quốc gia buộc Hoa Kỳ phải thay đổi quan điểm về Việt Nam, chủ động đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam, chứ không phải là Việt Nam khuất phục Hoa Kỳ. Trong các bài viết của ông, nhiều lần ông cố tình nhai đi nhai lại cụm từ hòa giải dân tộc. Phải chăng ông luôn luôn tìm mọi cách để bảo vệ cho chế độ Sài Gòn, đặt chế độ bất hợp pháp là tội đồ dân tộc, phi nghĩa, ngang hàng với nhà nước chính danh, chính nghĩa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ông đưa ra quan điểm có vẻ nhân văn rằng cần hòa giải với những người tham gia cuộc chiến. Vậy nên hiểu thế nào là luận điệu này? Như trên tôi đã phân tích, chỉ có hòa giải với Hoa Kỳ, không hòa giải với chế độ Sài Gòn, bởi cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh Mỹ xâm lược, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chống xâm lược, không phải là chống Việt Nam Cộng Hòa. Chủ trương hòa hợp dân tộc đối với người Việt Nam lầm đường lạc lối của Đảng, Nhà nước Việt Nam là vô cùng nhân văn, nhân đạo. Mỹ tham gia cuộc chiến mục đích là xâm lược, Việt Nam Cộng Hòa tham gia cuộc chiến là phản quốc, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tham gia cuộc chiến là bảo vệ tổ quốc, đó là sự khác biệt hoàn toàn. Chúng ta cần biết rằng sự hòa hợp dân tộc mà nghị quyết 36 ban hành từ năm 2004 đến nay đã 15 năm vẫn thực hiện hiệu quả chưa được như ý muốn, trong khi bên thắng luôn luôn thiện chí thì bên thua lại không hợp tác, tìm cách chống phá. Hòa hợp dân tộc có ý nghĩa tốt đẹp nhất là phải nhìn về một hướng, thiểu số phải phục tùng đa số, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Xin hỏi ông Ngũ Minh Giang, tại sao ông không lên tiếng kêu gọi bên thua định cư ở nước ngoài thức tỉnh, quên đi hận thù để hòa hợp với đồng bào trong nước mà lại khuyên bên thắng hòa giải với bên thua? Ông đã có sự thiên vị một cách mù quáng, thiếu công minh về vấn đề này, vô tình hay cố ý đổ lỗi cho bên thắng, đồng thời cổ suý cho bên thua chống phá nghị quyết 36. Ông đưa ra đề nghị chúng ta cần vượt qua chuyện thắng thua. Xin hỏi ông, thế nào là chuyện thắng thua? Đây là cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ đối với Việt Nam và Việt Nam chống xâm lược Mỹ để bảo vệ đất nước, bảo vệ công lý và lẽ phải, không phải là cuộc thi đấu thể thao hay đại loại như vậy. Sau khi Mỹ quốc, ngụy nhào, tàn binh ngụy quân ngụy quyền của chế độ Sài Gòn từ bỏ đất nước, tiếp tục bỏ chạy theo kẻ thù ngoại xâm, họ không tự vượt qua sự mặc cảm và nuôi hận thù giai cấp. Hiện nay, chính họ và các thế hệ sau này của họ ở trong và ngoài nước vẫn luôn luôn tìm mọi cách để chống phá chế độ tốt đẹp của dân tộc. Đề cập về cách gọi ngụy quân ngụy quyền đối với chế độ Sài Gòn trước 1975, ông nói rằng để tránh cách gọi biểu cảm, chúng tôi đang cố gắng tìm từ thích hợp để thay thế. Ông nên hiểu thế nào là sự thật khách quan, dù sự kiện hay sự việc tốt hay xấu xảy ra trong quá khứ, cũng không được phép chép khác đi. Ông biết chăng có những kẻ cơ hội chính trị điên rồ đòi thay đổi cả tên đảng, tên nước nữa cơ đấy. Theo nguyên tắc dùng từ loại, chỉ quốc gia mới được dùng khái niệm quân đội, chính quyền. Việt Nam Cộng Hòa không phải quốc gia nên không được dùng hai khái niệm này. Đã giả thì dùng chữ ngụy là chính xác, không có gì phải bàn cãi tranh luận. Một quan điểm khác hoàn toàn sai lầm mà ông Hồ Đồ đưa ra là phải đặt lợi ích quốc gia lên trên ý thức hệ. Vậy, ý thức hệ là gì? Ý thức hệ hay hệ tư tưởng là hệ thống, những quan điểm triết học hay chính trị thường phản ánh quyền lợi cơ bản khác nhau của các giai cấp, các tầng lớp trong xã hội. Mỗi quốc gia, mỗi giai cấp có ý thức hệ khác nhau. Ý thức hệ thể chế chính trị quyết định sự tồn vong của quốc gia. Việt Nam lấy hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng cho việc xây dựng kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Suốt 89 năm qua, Việt Nam thực hiện thể chế chính trị độc đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước. Điều 4 Hiến pháp Việt Nam đã khẳng định vai trò to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tế, từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, chống thù trong giặc ngoài và xây dựng đất nước. Theo đó, chúng ta thấy rằng ý thức hệ là vô cùng quan trọng đối với cứ quốc gia nào. Đảng Cộng sản Việt Nam đem lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam xem lợi ích của đảng là lợi ích của nhân dân. Vậy cớ làm sao mà ông đưa ra quan điểm trái khoáy phải đặt lợi ích quốc gia lên trên ý thức hệ? Phải chăng ông cho rằng thể chế chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã lỗi thời,
không còn hiệu quả, cần phải thay đổi. Phải chăng ông muốn kêu gọi Việt Nam phải đa đảng? Nếu như vậy, nghĩa là ông phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam như bọn phản động đang ráo riết xuyên tạc, nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam. Con đường duy nhất đúng đắn của dân tộc Việt Nam là tự lực tự cường, đi lên chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối không đi theo con đường nào khác phụ thuộc vào quốc gia khác do Đảng Cộng sản Việt Nam vạch ra và lãnh đạo. Thân thế, sự nghiệp, đạo đức, tư tưởng, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với dân tộc. Xin khẳng định chân lý bất di bất diệt rằng Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ nghĩa xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh hợp thành một thể thống nhất. Chừng nào dân tộc Việt Nam từ bỏ hoài bão đi lên chủ nghĩa xã hội thì lúc ấy có thể bàn đến việc thay đổi ý thức hệ. Thiết nghĩ, ông nên xem xét lại động cơ, mục đích trong việc chỉ đạo các đồng sự biên soạn một quốc sử 30 tập lấy đại nghĩa làm trọng như quan điểm của ông vậy. Thưa ông, trong các bài viết của ông còn rất nhiều quan điểm sai lầm nữa cần phải làm sáng tỏ, nhưng trên mạng xã hội không tiện viết dài, do vậy mà tôi xin tạm dừng bài viết tại đây và xin nhường lời cho công luận tương tác.